Thưa quý vị, do ảnh hưởng của cơn bão số 3, mưa kéo dài nên nhiều khu vực ngoại thành thủ đô Hà Nội đã bị ngập sâu, rau xanh dập nát, khiến cho thị trường thực phẩm rau xanh trên địa bàn tăng giá so với mấy hôm trước. Ghi nhận của phóng viên Truyền hình Nhân dân tại một số chợ dân sinh. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại chợ Láng Hạ, một khu chợ truyền thống của thành phố Hà Nội. Hiện nay các mặt hàng thực phẩm cũng đã vơi đi khá là nhiều do người dân có nhu cầu mua để tích trữ sau bão. Về giá cả thì cũng đã tăng lên, đặc biệt là các mặt hàng rau củ đã tăng từ 2 đến 3 lần so với ngày thường. Mới 9 giờ sáng, các loại rau xanh đã trở nên hiếm hoi. Gian hàng này chỉ còn vài bó rau cải. Gian hàng bên cạnh cũng chỉ còn ít rau muống, rau ngót. Giá rau cải từ 7.000 đồng đã tăng đến 20.000 đồng một bó. Rau muống từ 10.000 đồng tăng lên 30.000 đồng một mớ. Nói chung là cái gì cũng giá cả cũng leo thang. Đang ngập lụt như này, rau màu các thứ là ngập lụt hết. Thế thôi, còn ngoài bãi, ngoài đồng là ngập hết. Rau coi như là hai hôm nữa là xóa sạch, không còn cái gì nữa. Thưa quý vị, tôi đang có mặt tại chợ đầu mối phía Nam, nơi cung cấp mặt hàng nông thổ sản, rau củ quả cho toàn thành phố Hà Nội. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại thời điểm này thì số lượng các xe tập kết tại chợ đầu mối phía Nam đã giảm khá nhiều so với những ngày trước bão. Tại chợ đầu mối phía Nam, đến hôm nay các xe hàng vận chuyển rau xanh vào chợ đã giảm khá nhiều. Các kiosk rau hiện giờ chủ yếu là các loại củ như bí ngô, bí xanh, su su. Còn lại nguồn cung các loại rau xanh lá sụt giảm. Lượng hàng về chợ đầu mối phía Nam sau bão số 3 thì hiện tại là có giảm đi khoảng độ 10-20% do các cái lượng hàng các hộ kinh doanh nhập từ các cái vùng miền ấy đang có bão. Nên là lượng hàng về cũng giảm đi rất nhiều nhưng vẫn ổn định cho bà con để có hàng cung cầu để thường xuyên và giá cả là có tăng nhẹ một chút. Hiện chỉ có mặt hàng rau củ khan hiếm hơn, còn các loại thực phẩm khác như gạo, trứng, thịt có nguồn cung khá ổn định. Mặc dù người dân cũng mua nhiều hơn để tích trữ, giá cả cũng tăng nhẹ so với ngày thường. Tôi bán từ hôm qua hôm nay là tôi chưa bán một gạo nào tăng giá. Tức là tôi nhập được gạo vẫn còn giá cũ thì là tôi vẫn bán. Còn ngày mai, ngày kia mà tôi nhập được gạo mà lên thì là tôi mới lại bán lên. Sau bão số 3, mặc dù mưa lũ kéo dài nhưng nguồn cung thực phẩm vẫn được bảo đảm, giá cả tương đối ổn định, chỉ có mặt hàng rau xanh tăng giá mạnh.